Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi con game Bros Ultimate Showdown. Con này được lấy ý tưởng từ Fall Guys. Nếu các bạn muốn tải game này thì lên Steam mà tải nhé. Con này miễn phí. Nhưng bây giờ mình chỉ chơi trước bản beta của nó chưa ra open beta. Vô ơi hãy chết đi đi. Menu sao di chuyển như thế nào? Ai đó lấy đó xong lấy đầu cộng ship, ship lột ship cộng lấy cộng ship sao? Lấy ship chứ lấy ship rồi ship cộng chuột trái. Còn John là gì? À, E là sử dụng. Sonem là con tên. Nhảy là Spy 1234 là IT. Vô kìa. Ui, sao lắc thế? Không lắc lại, không theo. Vậy chắc do mẹ tao. Nhặt hai cái đó rồi. Ui, do mẹ tao. Nhặt hai cái đó rồi. Ok. Ơ, đúng rồi. Ok. Ôi, shit, wait. Đâu. Chào tao quá. Con là nhảy kiểu là nhảy ốp mặt á, hiểu không? Con em sao lại? Em. Yeah.
Có kìa, phụ này nè. Giang Giang có thể đưa mic lại con miệng không? Cho nghe cho rõ Giang ơi. Chết tôi. Chùa đó. Ok, tôi là quẻ bơ nhá. Bơ. Quay xong lắc thế nhờ. Ây da. Rớt rồi. Mẹ đi. Suy ba. Rớt nữa rồi. Trời ơi, con kia mà chịu khó thế. Mày nắm mày lại đâu, cho mày đi. Đừng hãy, mẹ hãy. Gì vậy? Mày tập hợp rồi. Hãy, đi chơi chung với nhau là sẽ có cái tấm màu xanh ở trên đầu rồi. Cái ốp đổ trên đầu rồi, thấy không? Thấy không? Biết rồi. Sao rồi? Shiba. Ôi dồi ôi. Ôi rớt nữa rồi. Không rớt bài nhá. Ok. Này đừng. Mày nắm tôi hả? Mày nắm tao, tao nắm mày đâu. Mày bị cái gì vậy? Đi đâu. Quá rồi. Chưa qua hãy ơi, giờ sao? Kìa, thua rồi. Tao qua rồi chứ. Ê da, mấy này uống tao rồi. Mày. Ôi ơi, thua rồi hãy. Trời ơi, cái đủ quạt kia đông quá, mấy thằng kia cứ nghĩ nếu lại khó chịu. Mày còn phải tốn thời gian níu quá mày biếu. Thằng tụi nó níu rồi chứ. Chứ níu đâu. Xây á kìa. Xây thành bả đi kìa. Ông là bả cà chua ổng 20 quả lận mà. Tôi coi thử ông được bảo. Tại vì chơi chung với nhau, trong rung nhau là sẽ thấy cái mũi tên trên đầu. Hả thấy chưa? Hả thấy này thay thế tôi không? Rồi, thấy mà, mày nắm tao luôn. Cơm hiên cha à? Ui da, có bộ căng thế không?
Hello. What the heck? What the nhảy nè, báo với tàu. Tao. Ui. Sao nhảy đi? Không. Mày. Nó níu lại nha. Níu hả? Sao níu được? Níu. Mày. Mày về đầu luôn kìa. Ê. Năm ngu gì hả? Sao nhanh vậy? Dở gì? 13 người rồi, Giang ơi. Còn 7 người nữa. Cố gắng được. Cố lên. 3 người nữa. Quay đứng. Mày đứng lại. Đứng lại. Ôi. Thua rồi. Cố gắng thế rồi. Thôi ra trận mới nào. Thua rồi. Are you sure? Yes. Yo. Tôi. Ô, giờ một mà phép mày. Ui, player có 36 thằng à. Hôm nay như nãy kìa. Khó ảo đủ mi. Ấy à, dùng đồ ấy à. Xong lên. Ui, nhắc. Tôi ơi. Cái gì đấy? Ơi kìa. Rớt nữa rồi, mè đâu rồi Giang? Rớt qua chưa? Chưa qua. Mày chó nó kéo hoài à. Ơi rớt nữa rồi. Giờ tao đi. Rớt hoài luôn á. Ok. Thôi. Ok. Thằng quỷ kia đi tao. Bỏ lỡ. Bị đánh nó bị ngất mày ơi. Là đúng thêm mấy cái nữa là đi luôn. Trời ơi cái thằng chết lại lắm. Bị thiếu không phải bị đánh đâu. Cậu bị đánh đấy mà, tôi bị cái đó mà. Ui. Cái ngu thế nhở. Bột. Đâu. Bỏ lỡ. Quá. À, Giang nè. Thôi đi. Hại đâu rồi. Mày,
con game này kiểu nó tối hó về cái server nó chưa tốt mày ạ. Ôi tụi bị eo game luôn rồi. Eo hả? Sao thế? Ừ eo rồi. Chờ hãy nha, hãy đang lỡ. Hãy eo luôn đấy. Đang lỡ đậu quý. Cho ra hết chứ. Còn lâu. Đâu đang quay luôn mà. Quay lên thôi lỡ. Đồ họ con đây thì nó thu phò gai nhiều. Đúng rồi. Tôi định remake lại, tôi mua phò gai cũng được. Phải có người chạy chung với remake. Này, đang giảm giá mà. Tiến lên. Ui dồi ôi. Vậy sao quá. Kìa. Ok. Ah, shipa. Chết chưa? Chưa. Chưa. Chết cả đồ mẹ. Chưa. Này qua chỗ. Bắt qua đây. Này. Qua đây. Mẹ mình đỉnh phết. Ui. Ui, có hai thằng qua à? Có lắp. Ôi, mày lắp. Bạn đó phải lắp bên kia chứ. 8-20 rồi, thôi xong rồi. Cái quần quỳ gì đấy nhở? Có lắm. Qua đây em. Trời ơi, bị kẻ chú ơi. Ôi xong rồi. Ê, quá. Ở giữa không được hả ta? Trời ơi, tao chết hoài luôn á. Cái quần què chết hoài vậy nhở? Ui, trời ơi. Cái chỗ đó. Nãy qua mượt lắm mà. Sao thế? 30 giây nữa kìa. Ui, cái này quay. Cái gì đấy? Cái gì mới xảy ra đấy? Nghĩa này cho tôi đi. Thua rồi, giời ơi, thua rồi. Tôi đẻo đây. Eo đây. Giang vẫn còn trong phòng chứ? Ha. Còn. Ready nào. Ơi, fail to join friend nữa rồi. Bị hoài hết à. Có trong phòng không? Có trong phòng không? Con mẹ tao thấy mày nè. Ơ kìa, sao tao hiện mới là tao đứng đầu chủ nhờ? Biết đâu. Ok. Tôi thấy giữ hiện mới của ông này. Ừ. Tại sao? Chắc là do kiểu giống như... Ơ? À! Chọn thằng nào giữ cái cấp trước. Vậy hả? Ừ. Còn thằng nào giữ cái cấp. Ủa tao phải... Thằng kia sẽ giật.
giữa cái cúp đó. Giữa cúp đó là sẽ có cúp cúp đó được mua đồ hả? À trong shop nó có hai cúp. Gian đâu rồi tôi phía sau được tôi còn xe. Trời ơi tụi kia nó đau quá thì đang bị không cái đây giống như tờ trên đây tao phát tụi mày á. Lâu mày đâu lên tôi xong rồi tôi tới tôi queo nha Hải. Nhau chơi. Mày là kiểu random góc nhìn nữa. Game này không thì ông cũng sai góc nhìn nhất không? Không, tôi gây sai góc nhìn thứ nhất mà. Ok, tôi đang sử dụng chương 3 hồi sớm giờ chơi chương 3 mà đâu sử dụng nhất đâu. Ủa? Sao nhìn nhất là ngu á. Đó, tôi chơi góc nhìn thứ 3 nhầm. Còn lẽ tôi chơi góc nhìn thứ 3 đâu phải góc nhìn thứ nhất mà tại sao giờ góc nhìn thứ nhất rồi? Hẳn rồi. Ủa, giờ sao chuyển ta? Lúc nào nhờ? Không biết hả? Tôi ba tay để không coi. Tại sự CE thì coi. Tôi là quả xoài nhoa. Ui thằng kia có con cua đẹp thế nhờ, dễ thương thế nhờ. Ơ không, con gà nướng chứ. Ừ, tao chọn mày. Chết bà, cái map quần què kia rồi. Cái này. Ui ôi, cái dao mày. Không, bắt tủ, bắt này tôi chơi được. Bắt này tôi biết rồi, tôi biết đường rồi. Đi phải nha Hải. Đừng đi trái nha, kệ nó. Có cúp kìa, trước con mặt rồi. Ủa, tao giống như tao tạo hot cho ta. Ơ, tao lại nhúc con tờ ở trên rồi đó nè. Game nó chọn. À, đúng rồi. Game nó chọn người bỏ trước á. Đưa. Chết rồi con, gian nấu, tao không phá. Tôi quay rồi. Lâu. Rồi tao phá tụi này cho tụi này. Tôi quay rồi hả? Không được không? Úi dồi. Thằng nào, ai bơm thế nhờ? Ê da, có thể cũng tao. Thằng nào mày ném hơm á nhờ. Thế nhờ. Hả? Thằng này giống như quả bơ ấy, ca rồi. Bơ này. Tôi quả soi chẳng hãi, ai đừng có đụng tôi. Mày đi. Bơ này mày lên chưa? Ờ, cứ ăn lên rồi. Hãy đâu rồi? Thua rồi. Mày thua hả? Thua rồi. Mày thắng chưa? Mày còn không? Làm hot kia mà, tao giống như tao làm hot vậy á. Tao còn đứng nè, mày thấy không? Hemmet đứng kìa. Chọn nào. Ây da. Mát gì nhỏ. Kiểu giống như có một thằng làm hot được phá tụi này vậy. Hiểu không? Xong rồi chắc tới cuối mấy người. Chắc tới cuối mấy anh kia quyết định rồi. Ủa mấy phe kia tôi đang tôi còn tới đích rồi, ông nhắn cho bơ không phải à, tôi thiệt luôn á. Tôi còn tới rồi, ông nhắn cho bơ, tôi không biết không? Tao tưởng mày không biết chứ.
mày lên đây, mày đi đấy, bố mày thật luôn á, đi đấy. Đi nó trộn hại làm hết. Cá dưới giờ. Thằng nào nó sọc tao. Nó sọc tao chứ. Thế anh lên tôi tới, tôi là tôi thắng của Hải à, do Hải không ạ? Chú hỏi tôi làm boss tôi cũng giết hết, tôi kể Hải, tôi thấy Hải sẽ là Suppler tôi giết hết. Biết đâu bạn ơi, sao biết được. Thế này tôi quẻ sò em, cứ đi ông vào đâu, ông đủ giết tôi là được rồi. Ông thấy tôi đứng đó mà. Mắt nào đây, chọn đi bạn ơi. Ây da. Ui cái mắt này tôi biết rồi á. Lúc này càng đứng lâu càng chết. Đứng là rớt. Lúc này tao tham gia chưa hay tao còn hot đâu, chắc tao tham gia chưa? Ông đứng cái tham gia rồi đó. Đây. Ui giục lại luôn. Càng đứng lâu càng chết chẳng hại, nhớ nhảy cho đàng hoàng nha. Ghê. Đâu, mấy con kia nó phá tao chứ. Đúng chưa? Mày chơi gì đúng không? Đúng rồi. Thì đứng lâu càng chết, nhảy những cái ô càng trên. Mình ở trên mà càng thắng. Ơ à, tôi rớt xuống dưới luôn hả? Không sao, chơi được. Còn không chết rồi đó. Gà. Ok. Ai sẽ nhất đây nhở? Thằng bắt này nhất rồi. Tommy anh em nhất rồi. Không có kịch tính gì cả. Chơi lâu kìa. Ừ, đừng eo hả? Hèn bên hơi chín. Chết, chết luôn mà. Một thằng ông chết thứ hai à. Vãi thật. Gà rồi làm hot, để con gà làm hot. Giết thương méo được mày. Chó này. Exit đi. Nhóc exit đi, exit xe đó. Tao ra rồi mà. Đang chờ mày ra vô mà. Đây. Đấy, sao giờ một màn thế nhỏ. Biết đâu. Chút nữa đang lắc con vực nữa bằng ra rồi. Ai biết được. Ta làm hot đi. Hot cái bùn quẹt. Bro tip. À thằng hot nó sẽ chơi, thằng bắn nó sẽ đưa vào bắn cuối thôi. Thằng này là hot, nó sẽ đưa vào bắn cuối chơi thôi, chứ còn người bắt đầu không chơi. Đúng rồi. Hot là map cuối mà. Hot đi. Cho tao hot đi. Tao chùm điếm mà tao chưa chết hết. Chùm điếm. Ôi dồi ôi thằng kia. Gây so go. Hấp dẫn đây. Ui cái map này khó này. Cái map này mới khó này. Có 7 kìa, ôi ôi có 7 kìa thì thôi. Chịu. Thằng kia mà nó nhấn. Từ đi Giang Hải này. Mình sắp tới là từ nó sẽ nhảy. Đừng mắc cao. Này, từ nè mà tính. Thằng kia. Có thằng kia đó. Oh man. Ok. Kìa. Gì đây? Gì? Mình tới đạt được thật. Xong lên. Dũi. Ê đúng không? Ai sẽ lên tôi đúng không? Hãy đi sau nhá.
Theo hỏi tao đi trước nhá. Bạn cái tôi bình tĩnh đấy. Dạ, đừng đừng. Dạ. Dạ, đừng 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 đừng. 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 Ông hải này. Ai u. Tao làm gì mày đâu? À ha, còn chết đúng không? Hải đi đâu? Ui giời. Quay lên trời đúng không? Ui giời. Thằng hót phá tao. Ui, cái thằng hót phá rồi. Đấy. Sợ quá. Làm gì được nhỉ? Ui, cái thằng hót. Ui, mày thì phá tao. Sợ quá. Nó phá tao hoài luôn. Giang ơi, mày đi đâu rồi? Mày tới nơi chưa? Tôi tới rồi Hải ơi! Trời ơi! Tôi tới rồi Hải ơi! Tôi còn quay đi lận. Thằng Phong nó phát ra ngoài à? Tôi tới rồi Hải ơi! Đó! Nghiệp! Nó phát ra. Bán xe Hải, E đúng không? Ừ. E đúng không? Mờ đúng không? Mờ rồi! Tôi là bãi xoài nhá! Dạ! Thằng Phong nó phát tao biết rồi! Nghiệp cuộc cái gì á, ai biểu? Nó không phải tao đã thấy người bà rồi. Wow. Nghiệp cuộc vậy á, ai biểu? Game thề dễ. Dễ cái quần. Game là dễ, ôi dồi ôi, cái gì đấy? Tụt, map đang có một ngó bộ hơi bị dính á. Ok, sao lại thành story pick? Là thằng nào vậy? Lấy thằng khác mà. Uầy, map này dễ. Còn random nữa hả? Ui, hot còn random mày ơi. À đúng rồi, hot còn random nữa. Cái mà lấy không phải random đó. Cái thằng nào về trước là thằng đó thành hot. Đầu tiên á. Đâu, nãy tao cũng có ấy mà. Đi đi mày, nhìn tao làm gì? Không, không đi từ đi. Mày khôn. Cố lên. Đứng một góc, từ đi. Chờ mấy anh kia đi ép, chờ mấy anh kia đi vậy. Mình từ đi. Ơ kìa, đi được cố lắm mày ơi. Không mày ơi, từ đi vậy ơi. Ẻo mè thế nhờ. Sao ẻo mè thế nhờ. Cố lên. Biết ngay mà. Cố lên. Ai kìa. Gì đấy. Nó ngược lại hãy. Bảy thằng quang đó. Tao đâu có chiếu mày chọn chơi chọn mày che. Mày nhảy xuống lỗ lắm chứ. Từ từ thằng kia. Đấy, tao chạy lên vậy. Ôi dồi. Cái gì thế? Trời mẹ. Chó này. Chó kia chơi tôi. Thế mày sao mày thấy tao đi bên kia mà tụi mày còn theo vậy trời. Mày đi bên này đi không đi. Mày khùng. Cái chứ đâu có đi hả à? Ok. Bờ đồ lắm Hải à, Hải đừng có đùa. Sủa, gãy. Gãy này con. Gãy cái quần. Thua chưa? Nhét thiệt chưa cái đó. Khó thế nhờ. Cái này khó giảm ăn luôn. Cái mà cái kia đang đi thiệt cũng ngon. Giờ mày dính à. Không, cái này chung với Hải à, để gọi kêu gọi anh em chơi kiểu như là kèo quá hả? Kèo luôn. Thôi eo đi Hải. Eo đi.